Thank you.
Ôi, Mon với ca nhặt được trứng này hả? Thế à? Ừ, nhặt được cái chim rồi nhé. Con ơi, con đây nhìn xem nào. Ôi, giỏi thế. Hả? Thôi, em trả lại đi. Để đến hồi chim mẹ về không thấy đâu, chim mẹ lại lo. Hả? Dẫn ba lại để lại chỗ cũ nào. Nào thôi ca. Lấy đâu ấy? No, 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 no. Nào, lấy ở đâu để đem lại trả nào. Dẫn ba đi trả nào, không... Cái này không lấy được nha. Thôi đừng. Chị mẹ về, chị mẹ không thấy đâu, chị mẹ là chuột nha. Hả? Lấy ở đâu, mà lấy ở đâu. Cái ca thì... đây, cái nào mình không biết nữa. Tức là khi khám phá của anh đây. Thì là có... đây, nhận được chim, đây. Chắc là tính về nấu ăn. Nhưng mà mình sẽ trả lại. Đây, chim tự nhiên. Nào, lần ra đi trả nào, con. Đâu ở đâu nào? Nào, đi nào. Thôi xem nào. Ừ thôi. Ôi. Con giỏi thế. Nãy là Mon nhặt. Đâu thôi Mon ơi, thôi đừng. Ui giời ơi, vỡ bây giờ. Đâu rồi. Trả lại nhá, mình không lấy. Ừ, nãy là Mon nhặt được trứng ở đây hả? Thôi nha. Thế thôi. Đây là tổ trứng. Mon ơi đừng có nhặt nữa. Nào. Đây là tổ trứng mà Mon và ca cùng nhau đi khám phá ra đấy hả? Hả? À, bây giờ mình đã mang lại trả lại cho tổ chim rồi. Này không biết chim gì. Mọi người có biết đâu. Hả? Thôi thì nào. Thôi đi đi ra ngoài nào. Đi. Tốt đi nào. Đi. Cái mẹ đang kêu mẹ đang kêu rồi đấy. Thôi thì mình đi về nào. Đi. Nhá. Đấy, có nghe chưa? Đấy. Làm gì đấy? Mon lấy cái này làm gì? Lấy này làm gì? Cháu như này hả Mon? Ui thông minh thế. Thế để ba tao bên ngoài để ba lấy thêm nhá. Mon rất là thông minh mọi người ạ. Và Mon đã ra lấy cái que này về để cắm
che cho tổ chim không có những cái động vật khác ấy, nó ở đây nó sẽ ăn trứng của chim. Con rất là thông minh. Nào thôi anh ngồi xuống đi để ba làm việc nào. Đây để ba che lại. À, để che mưa thôi, để này ví dụ chim mẹ mà có về á để con đừng thấy vào nữa. Nào món đừng vừa che được mưa mà chim mẹ vẫn vào, vẫn thấy được cái đường vừa vào. Là đường vào của chim mẹ này. Còn đây là chỗ này là cho một phần được mưa. Rồi. Thôi, đi nào. Đi. Thôi mình đi nào. Tắm biển thôi. Đi tắm biển nào mọi. Đi không? Nơi, đi. Nào, đi. Đi. Đi xuống cả tắm biển nha. Ôi, đi bạn vừa rồi. Ôi mưa to rồi, có hạt rồi này, dày đạp rồi. May mà con phát hiện ra tổ chim nhá. Con vừa mới làm tổ tổ chim xong. Trời mưa luôn rồi. Xong rồi. Thế này thì sao tắm biển được?